Mình yêu cái cảm giác mọi thứ ngưng động lại trong frame ảnh. Cái khoảnh khắc mà người ta thường nói, thường ca ngợi, thường áp đặt vào mỗi hình ảnh, đôi lúc chỉ đơn giản là chẳng có khoảnh khắc nào quá to thát cả. Nó bình thường, lặng lẽ và trầm mặc. Một cái cây thì vẫn cứ ở vị trí đó mỗi ngày, mỗi năm. Ly cà phê sóng sánh vừa được đem ra vẫn màu sắc, hương vị đó. Hay những tỉ tỉ hoạt động khác thường ngày mà chẳng thể nào ta kể hết. Chụp ảnh đôi lúc là cách để tìm thấy bản thân mình trong hình dáng của cá thể khác, hoặc có khi chỉ là để cá thể đó nhận ra được bản thân họ đang là. Câu chuyện đằng sau những hình ảnh không nhất thiết phải là tự mình nói ra, mà chính là để tất cả cùng cảm nhận. Vẫn là hình ảnh đó, nhưng sẽ có những câu chuyện khác nhau, tùy theo người xem đang cảm nhận như thế nào. Đó là điều mình yêu ở nhiếp ảnh. Chỉ điều khác biệt rõ ràng nhất, giây phút khi những điều giản dị ấy được đóng băng lại thông qua một hình ảnh, chính là thời gian. Hôm nay bạn chụp, chưa chắc mai bạn sẽ chụp lại được hình ảnh đó, hoặc có khi, ngay cả giây phút tiếp theo cũng không còn khoảnh khắc đó nữa. Đó chính là sự vô giá của hình ảnh, chẳng phải như vậy sao? Có khi những gì được tuần hoàn, chụp mãi những khung ảnh giống nhau cũng chưa chắc là giống nhau. Tất cả mọi thứ tác động vào một frame ảnh, sống trong một frame ảnh đều sẽ khác nhau, dù bạn có chụp liên tiếp nhiều lần chăng nữa. Chụp để thấy và biết được bản thân mình là ai, đang muốn gì. Nhiếp ảnh có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng việc được chia sẻ, lắng nghe và cảm thấu luôn quan trọng. Đôi lúc người ta không cần phải hiểu nhiếp ảnh là gì, chỉ cần họ cảm nhận được một điều gì đó thông qua những hình ảnh mà họ nhìn thấy cũng đã là một điều rất có ý nghĩa rồi. Cái cách mà cuộc sống vẫn cứ diễn ra như vậy, những hoạt động thường ngày, những vẻ đẹp xung quanh mà đôi lúc chúng ta quên mất vì cuộc sống quá vội vã. Chúng ta đã chạy theo rất nhiều thứ nhưng lại quên mất bản thân mình đã từng như thế nào. Và đó là lúc khi nhìn lại những hình ảnh mà chúng ta đã từng chụp, hoặc những ký ức mà chúng ta đã từng trải qua, lại khiến chúng ta được sống một lần nữa. Đó là lý do tại sao mình rất yêu nhiếp ảnh. Cuối cùng thì cứ chụp đi.